I'm 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Điểm tin hôm nay của chúng tôi. Vụ giám đốc bệnh viện bị tố tham ô, hai bản kết luận thanh tra trái ngược. Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã hai lần ban hành kết luận giải quyết nội dung tố giác giám đốc bệnh viện y học cổ truyền tỉnh này có hành vi tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, nhưng kết quả xác minh lại trái ngược nhau. Không trừ cả tháng, vẫn nhận được tiền phụ cấp. Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết, liên quan nội dung tố giác, ông Phạm Văn Huấn, giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, có hành vi tham ô và lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, đơn vị đã từng hai lần lập đoàn thanh tra xác minh. Trước đó, năm 2021, các y bác sĩ tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương tố giác ông Phạm Văn Huấn, giám đốc, chỉ đạo phòng kế hoạch tổng hợp, lập giả lịch trực phòng chống COVID-19 từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2020. Để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách, các y bác sĩ còn tố ông Huấn chỉ đạo cấp dưới chiếm một phần tiền công phụ cấp làm thủ thuật của các bác sĩ để chi tiêu cá nhân. Ngay sau đó, Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã lập đoàn thanh kiểm tra các nội dung tố giác nêu trên. Ngày 26 tháng 1 năm 2022, ông Phạm Mạnh Cường, cựu giám đốc Sở Y tế Hải Dương ký quyết định lần 1 xác định cả hai nội dung tố giác giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền đều sai và bệnh viện này đã thực hiện các quy định về phòng chống dịch đầy đủ phù hợp quy định. Sau đó, một số y bác sĩ tiếp tục cung cấp thông tin, bằng chứng, chứng minh giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương vi phạm nên kết luận thanh tra lần 1 của Sở Y tế được thu hồi. Giữa năm 2022, Sở Y tế Hải Dương lập đoàn thanh tra lần 2. Kết luận giải quyết tố giác lần 2 xác định có nhiều sai phạm xảy ra tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương. Cụ thể, bệnh viện này tổng hợp sai lịch trực COVID-19, dẫn đến 18 cán bộ được thanh toán 2 phụ cấp trực chuyên môn và trực COVID-19, không đúng số tiền hơn 32 triệu đồng. Vi phạm này là do bà Vũ Thị Thùy, nhân viên phòng kế hoạch tổng hợp lập lịch trực, ông Phạm Quang Tiến, trưởng phòng tài chính kế toán, bà Trần Thị Tuyết Mai, phó giám đốc và ông Phạm Văn Huấn, giám đốc. Kết luận thanh tra lần 2 cũng thể hiện bệnh viện thanh toán phụ cấp thường trực COVID-19 đối với ông Huấn, bà Mai và 8 cán bộ không trực đủ thời gian. Thậm chí ông Trần Thanh Nam, phó giám đốc dù không tham gia trực từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2020, nhưng vẫn được thanh toán phụ cấp từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2020. Bệnh viện này đã thanh toán sai phụ cấp với tổng số hơn 261,3 triệu đồng. Lấy tiền phụ cấp của cấp dưới đi chúc Tết. Đại diện thanh tra Sở Y tế Hải Dương lý giải các y bác sĩ cung cấp thông tin tài liệu chứng cứ không đồng nhất thời điểm đó, dẫn đến đoàn thanh tra lần 1 không xác định được sai phạm, phải thu hồi kết luận và tổ chức thanh tra lần 2. Kết luận thanh tra lần 2 cũng xác định việc các cán bộ, các khoa lâm sàng, nội nhi, châm cứu, ngoại, ngũ quan và hồi sức tự nguyện chia sẻ 30% tiền công phụ cấp làm thủ thuật 3 năm 2018-2019-2020 với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Sau khi nhận được hơn 1,8 tỷ đồng tiền các bác sĩ trích lại phần trăm công phụ cấp làm thủ thuật, bệnh viện đã chi hơn 1,2 tỷ đồng cho các bộ phận không làm thủ thuật, gần 600 triệu đồng còn lại bệnh viện sử dụng để đi chúc Tết. Tuy nhiên, khi đoàn thanh tra làm khảo sát, hàng chục y bác sĩ phản hồi, số tiền họ trích lại chỉ để chi cho cán bộ các phòng khoa khác không làm thủ thuật và bệnh viện không được sử dụng vào mục đích khác. Việc này dẫn đến các y bác sĩ bức xúc không đồng tình. Tuy nhiên, theo kết luận của Sở Y tế, việc này chỉ mang tính thỏa thuận dân sự giữa lãnh đạo bệnh viện và các phòng khoa y bác sĩ. Đại diện thanh tra Sở Y tế Hải Dương cho biết, tố giác của các y bác sĩ có một phần đúng. Tuy nhiên, với tài liệu chứng cứ thu thập được chưa thể chứng minh, giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền chỉ đạo cấp dưới lập khống lịch trực COVID-19 để chiếm đoạt tiền nhà nước, chiếm đoạt tiền công phụ cấp làm thủ thuật của các bác sĩ, do đó không đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra. Sở đã kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương xem xét xử lý kỷ luật ông Phạm Văn Huấn, giám đốc, bà Trần Thị Tuyết Mai, phó giám đốc, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra sai phạm. Ông Trần Thanh Nam, phó giám đốc, thực hiện thường trực COVID-19 chưa đúng quy định. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thi hành các quyết định kỷ luật đại diện thanh tra Sở Y tế thông tin. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.